thường bỏ đạo. Lão hổ có nghĩa là cọp vàng. Cọp đã đạt tới mức tinh thông lão luyện, vượt qua ngọn núi thử thách, là hành trình mà bậc cao thủ nào cũng phải đi qua. Điểm nhấn của bài quyền này chính là tác động được thực hiện một cách mạnh mẽ, dứt khoát, mang tính sát thương cao. Bài Lão Hổ Thượng Sơn là một trong các bài quyền quy định của Liên đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam và được giảng dạy rất phổ biến trên toàn quốc.